Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Cổ nhân có câu đất lành chim đậu, phong thủy được coi là phương pháp chọn đất lành tránh đất dữ. Nó chú trọng đến môi trường, địa điểm, hướng, phương vị và thời gian. Như môi trường trong sạch thì gần sông, gần biển tốt hơn là gần các nhà máy, nhà xưởng mà môi trường bị ô nhiễm. Địa điểm cũng vậy, nhà ở cũng thế. Theo thuyết vạn vật tương tác, mọi vật đều có tác động hỗ trợ, nên khoa phong thủy cho rằng tiên thiên và hậu thiên hình đều có tác động gây ảnh hưởng đến dương trạch. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà hoặc tiến hành chọn mua một căn nhà, chúng ta sẽ cần chú ý nhiều tới phần khu vực xung quanh, quang cảnh của căn nhà mình. Các phong thủy sư hay là các chuyên gia phong thủy cần tìm hiểu, phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình, thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung, thầy Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, câu đặc nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất". Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình để hỗ trợ anh chị chi tiết về cách cục và phương thức bố trí công năng mặt bằng cũng như phong thủy trong căn nhà của bạn. Sau khi được sự hỗ trợ từ các thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về bốn thế sát loan đầu thường xuyên gặp nhất trong kiến trúc hiện đại do việc bố trí phong thủy xung quanh căn nhà gây ra. Thế sát đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong video lần này, đó là thế Chu Tước khai khẩu sát, thế Chu Tước mở miệng. Chu Tước khai khẩu sát là một thế sát nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận của những người sống trong ngôi nhà. Điều quan trọng là bạn phải hiểu và biết cách hóa giải thế sát này. Thế sát này trong phong thủy hiện đại ngày nay chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp rất nhiều. Trường hợp đầu tiên và cũng phổ biến nhất hiện nay đó là những nhà sử dụng cửa cuốn, cửa sắt của phần cửa nhà gara chứa ô tô đóng mở theo lối ngoạm hai bên trên dưới. Cửa mở ra theo hai hướng trên dưới để xe ra vào. Cửa này cứ đóng mở như vậy giống như răng của miệng hổ, há mở nhìn rất đáng sợ. Thế sát này cũng gây ra khi nhà bạn ở chung cư và nằm đối diện với cửa thang máy. Ngôi nhà nào mà đối diện trực diện loại cửa này chịu sự xung xạ lớn thì sát khí tương đối nặng. Các nhà xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ hơn nhưng vẫn chịu sự tổn thương như đối với hướng cửa chính diện. Chu Tước khai khẩu sát đem đến những ảnh hưởng rất xấu đối với những người sống trong ngôi nhà phạm phải như mất máu, tai nạn xe cộ, mổ xẻ, bệnh tật. Nếu như là công ty, công sở, nhà máy sẽ dẫn đến các cổ đông không hợp, nhân viên bất an và xảy ra những điều tương tự như trên. Nhờ sự tư vấn và hỗ trợ của thầy Gia Cát cũng như các chuyên gia phong thủy hàng đầu của công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài, chúng tôi đưa ra phương án để hóa giải thế sát này như sau. Để hóa giải thế sát này tốt nhất nên tạo huyền quan. Huyền quan trong khoa học phong thủy là kiến trúc được hiểu là lối đi mà khách bước vào cửa ngoài của căn nhà tới được cửa phòng khách buộc phải đi qua. Đây là khu đệm của phòng khách, có thể coi như tiền phòng, là nơi khách nghỉ chân trước khi vào phòng chính. Tiếp mạch dẫn khí từ môi trường bên ngoài vào căn nhà. Chính vì vậy, một huyền quan tốt về phong thủy sẽ khiến cho luồng khí cát lành vào trong nhà nhiều hơn. Điều này sẽ đem lại lợi ích lớn cho gia chủ về sức khỏe và tài lộc. Ngoài ra, có thể sử dụng pháp khí phong thủy giúp hóa giải như treo gương bắt quái lồi, phản xạ ngược hoặc sử dụng cách khác là mở nghiêng cửa lớn. Thế sát tiếp theo mà phong thủy may mắn sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu trong video lần này chính là thế thiện xạ xung sát. Đây là thế sát gây ra khi nhà bạn ở gần các công trường, hệ thống cốt pha, xà giáo sẽ tạo ra các sát khí không tốt trong ngôi nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên sống trong ngôi nhà đó. Thế sát này thường xuyên xảy ra khi nhà bạn gần sát cạnh các khu vực công trường, nhất là những công trường lớn như là khu chung cư đang xây dựng, có lắp đặt hệ thống cột pha, xà gỗ bằng sắt hình chữ H đối xung với cửa nhà, gọi là thiên xạ sát.
Chiếc cột pha bằng sắt này như một chiếc pháo cao xạ lớn với những ống sắt hình tròn xả thẳng vào nhà gây tổn thương nặng. Một loài thiên xạ sắt khác ở bên trong của một ngôi tòa nhà. Phía dưới đất thiết kế đặt xe cẩu mắc hoặc là xe nâng ở phía trên có thanh kéo lên kéo xuống. Những nhà ở bốn bên đều nhìn thấy gọi là thiên xạ sắt. Xung xạ này lại xuất hiện cùng lúc với thanh sắt. Ở khoảng cách gần nguy hại tương đối lớn cũng như là tương đối nhanh, ngược lại ở khoảng cách xa thì nhẹ hơn và chậm hơn. Những người sống trong ngôi nhà phạm thế sắt này thường xuyên bị tai nạn mất máu, mắt bị tổn thương, thường xuyên có tình trạng đau đầu, mất ngủ, thần kinh bất ổn định. Nhà phạm phải thế thiên kiều sắt tương đối khó hóa giải. Được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, ta có thể dùng một trong các phương pháp để hóa giải. Để hóa giải thế sắc này, ở phương sát đặt tiền cổ ngũ đế cùng với hồ lô gỗ đào đã được khai quang trì chú để thu sát, giảm sức ảnh hưởng của thế sắc tới căn nhà và các thành viên trong nhà. Sử dụng các pháp khí phong thủy như là gương, bát quái, gỗ đào, cầu lồi đã được khai quang, xem ngày treo, hóa giải các sát khí xung quanh ngôi nhà. Tiếp theo trong video về hướng dẫn hóa giải thế sắc lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thế vị sắc. Đây là thế sắc do mùi hôi thối xung quanh gây ra. Thế sắc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà, gây ra ô nhiễm môi trường. Vị sắc này là thế sắc gây ra mùi hôi thối xung quanh ngôi nhà. Mùi điển hình của thế sắc này có thể là mùi nước sông, rãnh, cống ô nhiễm, mùi hôi từ nhà vệ sinh công cộng, trạm tập kết rác thải, lò thiêu đốt, các nhà máy xả khí thải. Những mùi hôi này ảnh hưởng trực tiếp đến những người sinh sống trong gia đình, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, ức chế, không khí xung quanh ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên sống trong ngôi nhà, dễ dẫn đến ung thư, tâm lý không thoải mái khi mà về nhà, dễ cáu gắt khó chịu với những người khác, công việc không thuận lợi, đây cũng chính là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Cũng giống như thế thanh sắt, chẳng có cách nào hóa giải đặc thù nào cho thế sắt này ngoài việc đóng chặt các cửa. Để tốt nhất, nếu có thể hãy chuyển nhà đến một nơi khác, tìm một môi trường an toàn hơn. Thế sắt cuối cùng trong chương trình này mà tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu đó là khi xung sát mặt tiền ra trạch, hướng đụng về phía miếu, đền, chùa, nha môn tạo thành thế sắt phong thủy, người sống trong nhà không yên hoặc là không tụ tài. Kiến trúc để xây dựng những nơi này phần lớn tương đối đặc thù, nhiều góc nhọn. Khi những góc nhọn đó chiếu vào nhà bạn, vô tình tạo thành một thế sắt phong thủy khá nguy hiểm, gọi là thế hỏa hình sắt. Hơn nữa, ở trước chùa miếu thường đặt lư hóa vàng to, xung sát đất ở nơi đó tạo thành dễ tổn thương. Vùng đất này còn là nơi các thiên binh, thiên tướng tập trung tụ về, là nơi cư ngụ của các vong, không có nơi tựa, thậm chí là nơi đến của cô hồn, dã quỷ, các quán khí, âm khí. Những người sống trong ngôi nhà gần đình chùa ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng tổn thương, gia đình bất ổn hay xảy ra cãi cọ, tâm lý không ổn định, mất ngủ hay bị bóng đè ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là không tụ được tài. Để hóa giải thế sát do xung sát miếu tự đền thờ, sử dụng pháp khí phong thủy, bộ hoa mai trấn sát kỵ tà đã được khai quang trì chú đầy đủ, giúp loại bỏ đẩy lùi các khí xấu do thế sát gây ra. Người sống trong ngôi nhà gần đó cần chú ý vào những ngày rằm mùng 1, những ngày có lễ, hạn chế việc cãi cọ sát sinh quan hệ vợ chồng. Vừa rồi Phong thủy May mắn đã chia sẻ với anh chị về 4 thế sát nguy hiểm mà chúng ta thường thấy nhất liên quan đến các vấn đề tưởng như là đơn giản nhưng luôn hiện hữu quanh ta. Ở trong những video tiếp theo, đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp những thế sát phổ biến và có ảnh hưởng nhiều tới đời sống để đưa tới thông tin đầy đủ hơn cho quý anh chị. Hy vọng với những kiến thức trên, anh chị có thể áp dụng vào việc chọn không gian sinh sống hợp lý và mang lại bình an may mắn cũng như ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.